Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng dân tỉnh khóa 10 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Khó khăn trong khai thác và quản lý rừng trồng. Cần sớm có hướng dẫn quy trình cấp sổ đỏ lần đầu theo luật đất đai 2024. Sáng nay, Ban Pháp chế chủ trì phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản sẽ trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Sử. Hội nghị thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi khoảng 3 điều 5 nghị quyết số 23 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều nghị quyết số 24 ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu và thẩm tra dự thảo nghị quyết thành lập phường Tắc Dân thuộc thành phố Cà Mau. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Tắc Dân thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 5,59 km2 và quy mô dân số hơn 14.000 người. Việc thành lập phường Tắc Dân đạt 4 trên 4 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, theo quy định tại Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Kết quả bước đầu cho thấy ý thức trách nhiệm của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, một vài cơ quan đơn vị chưa quyết liệt, thường xuyên trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nơi phát sinh trở lại tình trạng dùng xung điện để khai thác nguồn lợi thủy sản trên các tuyến sông. Trước tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc tỉnh ủy, các sở ban ngành mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường thực hiện chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện quyết liệt thường xuyên các nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, nhất là đánh bắt, khai thác, mua bán cá non trong mùa mưa. Đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tránh để tái diễn tình trạng sử dụng các phương tiện, ngành nghề khai thác quá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện để khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt. Tổ chức quản lý các hoạt động nuôi trồng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển các loại hình nuôi theo hướng bền vững, rà soát giải tỏa các phương tiện, dụng cụ khai thác thủy sản trên sông không đúng quy định gây mất an toàn. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên với quyết tâm chính trị cao nhất, tránh buông lỏng lãnh đạo quản lý để xảy ra tình trạng khai thác thủy sản vi phạm pháp luật tại địa phương đơn vị mình. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý tàu cá. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có công văn hỏa tốc chỉ đạo tập trung thực hiện công tác này. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huy động lực lượng tập trung hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho nhóm tàu cá 30 và đủ điều kiện, thuộc danh sách 528 tàu cá được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố và các tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật theo quy định. Không thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu cá được công bố nhưng có nghề ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản và các tàu cá 30 phát sinh ngoài danh sách 528 tàu cá được công bố. Chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản trên biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tàu cá ra vào cửa biển, kể cả các cửa biển không có trạm, chốt, kiểm soát biên phòng. Tuyệt đối không cho ra biển hoạt động đối với các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định,
đặc biệt là nhóm tàu cá 30, tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật chưa làm thủ tục theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi quản lý chặt chẽ địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tàu cá phát sinh sai quy định, hướng dẫn các đoàn thể ở cơ sở nắm các quy định quản lý về tàu cá, trong đó có việc quản lý tàu cá 30 để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho người dân biết, chấp hành. Thưa quý vị và các bạn, cơ chế chính sách rừng trồng tại Cà Mau đang được định hướng phát triển với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng kinh tế lâm nghiệp, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái rừng. Tỉnh đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích chuyển đổi từ mô hình trồng rừng quảng canh truyền thống sang thâm canh, đến những giống cây mang lại giá trị kinh tế như là keo lai, tràm Úc. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, tiêu thụ lâm sản cũng phát sinh một số khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ, việc khai thác, tận thu gỗ trồng rừng sản xuất thực hiện theo quyết định 962 ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất giai đoạn 2024-2028 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ. Bên cạnh đó, công ty xây dựng kế hoạch khai thác rừng và thuê đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ khai thác theo thông tư 26 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản. Quy trình thực hiện bán đấu giá khai thác lâm sản phải tuân thủ 4 bước. Từ khi phương án khai thác rừng được phê duyệt đến thẩm định giá, tổ chức đấu giá, bàn giao biên bản đấu giá thành và tiền đặt trước tham gia đấu giá của khách hàng, thì tổng thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá là 22 ngày làm việc, một khoảng thời gian quá dài cho một thương vụ. Trong quá trình mà thực hiện về cái tài chính mà để đấu giá đấu thầu, thì theo quy định hiện nay là theo luật đấu giá thì nó mất nhiều thời gian cho bà con quá. Cái thủ tục nó hơi kéo dài. Và đối với người dân thì cái thủ tục này nó quá nhiều, nó mất đi khoảng từ 20 đến 22 ngày thì nó sẽ làm mất cái cơ hội kinh doanh của người dân. Ví dụ như sau khi phương án khai thác gần được duyệt thì người dân người ta có cái hợp đồng để người ta ký với đối tác mua cừ hoặc là mua lâm sản. Nhưng sau khi tổ chức đấu giá đấu thầu thì một thời gian dài người ta sẽ mất cơ hội. Những hộ dân được giao đất giao rừng theo Nghị định 43 năm 2014 cũng đang gặp khó về thời điểm khai thác lâm sản, nhất là phải ngưng khai thác vào mùa khô để phục vụ cho công tác phòng cháy rừng. Từ đây khiến giá lâm sản bán ra bị mất giá. Nhanh thì cũng đúng 4 năm theo quy định của công ty, nhưng mà đầu năm mình khai thác thì tới giữa năm mình trồng được rồi. Đầu năm nó còn hạn, nó còn có giá. Rồi tới mưa cỡ tháng 8, 9 này mưa xuống nước mênh mông là bán không được. Rồi cây người ta đâu có sử dụng, mà cây mình rồi bán cừ mà. Ta lấy ta sử dụng cho cừ đó thì không có giá. Thì mình mất giá nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ đang xây dựng đề án sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp theo Nghị định 118. Đang trong quá trình chờ phê duyệt, nên việc mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái và đầu tư chế biến thương mại lâm sản gặp khó. Là cái tiêu thụ cái sản phẩm cây tràm, cái đầu ra hiện nay rất là khó khăn. Giá thì là bấp bênh, thì khoảng 15 tới 60 triệu trên 1 hecta. Có những lúc những hộ mà không có chăm sóc kỹ thì khi 5 năm khai thác thì không đủ để tiền đầu tư lại trồng rừng. Cây tràm đến kỳ khai thác rớt giá, thậm chí không có đầu ra, công tác quy hoạch dùng thiếu đồng bộ, đặc biệt quy hoạch hệ thống thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt chưa được khép kín, dẫn đến tình trạng hộ nhận khoán đưa nước mặn vào đất lâm nghiệp, sử dụng đất sai mục đích, phá vỡ hệ sinh thái rừng. Đó là những tác động tiêu cực mà kinh tế lâm nghiệp tại U Minh Hạ đang đối mặt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID và làm sạch dữ liệu hộ tịch. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh,
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và cử đầu mối phối hợp với Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, để triển khai thực hiện kết nối hệ thống, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan, tổ chức tập huấn cho công chức viên chức xử lý hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương làm sạch dữ liệu hộ tịch đã số hóa theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuyên truyền hướng dẫn cho người dân đăng ký hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề án 06 theo kế hoạch số 16 ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Cấp sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ được đánh giá là một trong những điểm đáng chú ý trong Luật Đất đai năm 2024. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, cần sớm có hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là căn cứ cách thức nộp thuế, phí bảo đảm người dân thực hiện đúng, đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Hiện nay, các địa phương đang chờ các hướng dẫn cụ thể. Ghi nhận trong tháng 8 năm 2024, tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ở lĩnh vực đất đai, người dân chủ yếu tới làm thủ tục đối với các hồ sơ cũ đã nộp trước ngày 1 tháng 8. Còn các hồ sơ mới, đặc biệt liên quan tới thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì đang tạm dừng lại chờ hướng dẫn mới. Vướng mắc về quy trình cấp sổ đỏ lần đầu hiện nay nằm ở chỗ có sự thay đổi về cơ quan thực hiện cấp sổ đỏ cho người dân. Ban hành giấy đất thì cũng có thông tư hướng dẫn là đến hết năm 2025 mới thực hiện nên cái việc bản giấy đất. Còn bây giờ còn lại thì các thông tư với nghị định hướng dẫn thì quy trình thủ tục, ví dụ như mấy cái hồ sơ cấp mới thì cấp mới giấy nhận quyền sử dụng đất á, là đăng ký đất đai đầu á, thì nạp thủ tục ở đâu như thế nào, rồi như hồ sơ là mấy cái hồ sơ mà cấp đổi thì mấy cái mẫu của nghị định hướng dẫn á, thì nó thay đổi nên bây giờ phải bắt buộc phải làm những mẫu khác, mẫu mới. Những hồ sơ nạp trước đây á, thì ví dụ như nạp trước ngày 1 tháng 8 á, hiện tại thì bộ phận tiếp nhận kết quả của Ủy ban Nhân dân huyện không có nhận hồ sơ, đề nghị người dân hãy thực hiện theo thủ tục mới. Thì ở đây thì chính Nam Căn cũng cố gắng hỗ trợ người dân để thực hiện luật mới. Trước đây, cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất đai là văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và thẩm định xong, sẽ chuyển về phòng tài nguyên và môi trường thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo luật mới và nghị định 101 của chính phủ có sự thay đổi, tức cơ quan tiếp nhận và giải quyết là phòng tài nguyên và môi trường, không còn là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, dẫn đến bộ thủ tục hành chính hiện nay có một số thay đổi. Chính vì vậy, cần phải đợi điều chỉnh của bộ thủ tục hành chính. Các hồ sơ mà trước ngày 1 tháng 8 á, thì đã có niêm yết tiếp nhận đầu vào rồi thì tiếp tục xử lý theo quy trình của luật đất đai cũ. Còn đối với những hồ sơ mà sau ngày 1 tháng 8, đối với những hồ sơ mà chưa tiến hành tiếp nhận của cơ quan cấp thẩm quyền thì tiến hành phải xác minh lại đối với nguồn gốc đất, phần đất đó để đảm bảo hồ sơ, thứ nhất là hồ sơ chặt chẽ về cái nguồn gốc đất, cái thứ hai là để đảm bảo đủ cơ sở, đủ điều kiện cái phần đất đó để trình cho hội đồng đăng ký đất đai lần đầu của phường để đăng ký cấp giấy. Quy định của luật đất đai mới và các nghị định đã có rất nhiều sự thay đổi tích cực trong việc cấp sổ đỏ cho người dân, như cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ đã tồn tại nhiều năm, rút ngắn thời gian cấp sổ lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Các địa phương cho biết đang chờ đợi các hướng dẫn cụ thể trong quy trình thực hiện, để từ đó đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ cho người dân một cách nhanh gọn, thuận tiện hơn. Ngày 26 tháng 9 là ngày tránh thai thế giới, có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116 đã sửa đổi quy định về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của công chức. Cụ thể, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế, trừ trường hợp có quy định khác của đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. Trước đó, khoảng 2 điều 41 Nghị định 138 năm 2020 quy định thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp
được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ngọc Hiển phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2024. Với thông điệp giọt máu hồng chia sẻ yêu thương, đợt hiến máu tình nguyện lần này thu hút hơn 850 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đăng ký tham gia. Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đã thu được trên 300 đơn vị máu hiến tặng. Những giọt máu được hiến tặng sẽ kịp thời cứu chữa cho những bệnh nhân đang cần máu và góp phần trữ lượng máu dự phòng để các đơn vị y tế sử dụng khi cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9 năm 2007, tại châu Âu, với sự liên minh của 11 tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội khoa học và y khoa quốc tế quan tâm đến sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản, đã thống nhất phát động lấy ngày 26 tháng 9 hàng năm là ngày tránh thai thế giới, có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Hưởng ứng ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 năm nay, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cà Mau tăng cường công tác truyền thông với chủ đề giới trẻ hãy có trách nhiệm trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai vì hạnh phúc của chính mình, vì tương lai của đất nước. Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tỉnh Cà Mau được triển khai từ năm 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng hóa về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân, hướng tới sự công bằng trong dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và tính bền vững của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình. Mục tiêu phấn đấu 100% huyện thành phố Cà Mau thực hiện xã hội hóa phương tiện tránh thai. Trong 4 năm qua, tỉnh Cà Mau tăng cường công tác truyền thông, thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản theo hình thức xã hội hóa, bước đầu thu được kết quả nhất định. Thì trong cái đề án xã hội hóa này thì hàng năm thì chúng tôi thực hiện tất cả những cái phương tiện tránh thai á, thì hầu như là đạt từ 90-100%. Thì tới thời điểm này cũng đã 4 năm. Thì nói chung, nhìn chung là chúng tôi thực hiện là đạt cái hiệu quả cũng rất là cao. Ví dụ như giao cho chúng tôi về một số cái phương pháp và phương tiện tránh thai á, thì mỗi một năm là khoảng tổng hết là như thuốc, dòng bao cao su trong cái vấn đề xã hội hóa thì là khoảng chừng 15.500. Về các cái biện pháp tránh thai này thì chúng tôi thực hiện cũng đều đạt. Hướng sắp tới của Trung tâm Y tế Phú Tân để cái đề án này mình đạt được kết quả cao hơn, thì thứ nhất là mình chủ yếu là mình công tác tuyên truyền vận động trực tiếp tại cộng đồng. Thứ hai nữa là tổ chức các cuộc hội thảo về cung cấp thông tin và cái kiến thức về cái sự cần thiết của cái xã hội hóa đối với cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, ngành dân số tỉnh Cà Mau tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức xã hội trong các hoạt động giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới. Đồng thời, nâng cao năng lực mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh sản, tăng cường tuyên truyền xã hội hóa phương tiện tránh thai. Đề án xã hội hóa các phương tiện tránh thai trên địa bàn tỉnh Cà Mau được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2020 đến năm 2025, và giai đoạn 2 là từ năm 2026 đến năm 2030. 9 tháng đầu năm 2024, thì số người tham gia xã hội hóa đề án phương tiện tránh thai trên địa bàn toàn tỉnh là đạt trên 69.000 người. Mục tiêu cụ thể là tất cả các địa bàn, huyện, thành phố trên tỉnh đều được triển khai đề án này. Hưởng ứng ngày tránh thai thế giới năm nay, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cà Mau, các ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là đội ngũ làm công tác dân số, tăng cường các hoạt động truyền thông, xây dựng các cụm pano tuyên truyền tại khu tập trung đông dân cư, in ấn tờ gấp gửi đến tận tay người dân với các nội dung như: hãy chủ động chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn. Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai hạnh phúc của chính bạn. Yêu thương đúng cách, chủ động tránh thai là trách nhiệm với tương lai.
qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cộng đồng về ý nghĩa, trách nhiệm trong việc chủ động tránh thai, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thời sự tối đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.